Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 25 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, dự báo trong ngày mai trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ rải rác vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực. Và trong hai ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, từ ngày thứ hai của tuần tới, ngày 28 tháng 3, một bộ phận không khí lạnh mới tăng cường có cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta, sẽ gây ra một đợt mưa dông lớn trên diện rộng cho hầu khắp các khu vực trên cả nước, bao gồm cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đối với khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, nhiệt độ sẽ giảm từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Vùng núi cao nhiệt độ sẽ giảm từ 8 đến 10 độ, nhiều nơi trời sẽ chuyển rét. Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường ảnh hưởng xuống nước ta, sẽ tiếp tục gây ra cho một đợt mưa dông mới trên diện rộng. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Về đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở phía bắc sáng và đêm trời rét, phía nam trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 28 độ, phía nam có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng phía nam có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 25 tháng 3, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển trong ngày 25 tháng 3, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, biển động nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có gió đông cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.